Bạn có biết cảm giác phấn khích đó không? Khi đầu và bụng cứ quay lòng vòng, cả thế giới như bị lộn ngược. Bạn thì hét lên thích thú và muốn nhiều hơn nữa. Nếu có, bạn rõ ràng rất thích tiệc mừng sắp sinh em bé đấy. À, đó là tiếng hét vui sướng khi nhìn thấy chiếc áo len nhỏ màu hồng mà bạn đã đan. Ồ, chờ đã. Tôi đang nói về tàu lượn siêu tốc cơ mà. Được rồi, hãy bàn về bữa tiệc đó vào lúc khác nhé. Ngay bây giờ, bạn sắp chuyển từ người hâm mộ thành chuyên gia về tàu lượn siêu tốc đấy. Đếm ngược từ... Số 9. Một số đường ray tàu lượn siêu tốc chứa đầy cát. Mỗi công ty thiết kế tàu lượn siêu tốc đều có phong cách độc đáo của riêng họ, và mỗi đường trượt có khác biệt rất lớn, ngay cả trong một quốc gia hay trên toàn thế giới đấy. Mặc dù vậy, vẫn có một điều phổ biến. Sẽ luôn có một đường ray và một tàu lượn siêu tốc chạy trên đó. Và những con quái vật giải trí khổng lồ này phát ra âm thanh cực lớn. Người hâm mộ tàu lượn siêu tốc đồng ý rằng các âm thanh này khác nhau, tùy theo mỗi đường chạy như là một phần phong cách của nó vậy. Điều này liên quan đến thiết kế của đường ray và một lượng lớn các dầm hộp khác nhau đã tạo nên âm thanh lớn nhất mà bạn không thể nhầm lẫn với điều gì khác. Loại đường ray này được thiết kế bởi công ty Bollinger và Mabillard, hay thường viết tắt là B&M. Đường ray này có dầm hộp được cấu tạo bằng trục kim loại với tiết diện như một hình chữ nhật rỗng. Có những thanh uốn cong bằng thép giữ hai đường ray tạo nên từ các ống thép tròn lại với nhau. Các thanh uốn cong này được đặt cách nhau đều đặn. Khi các đoàn tàu di chuyển trên chúng với tốc độ cực nhanh, đường ray sẽ bị rung động và đó là lý do tai nghe thấy tiếng ồn lớn. Kích thước và hình dạng của các dầm hộp chỉ khiến cho âm thanh to hơn mà thôi. Và mặc dù âm thanh của tàu lượn siêu tốc B&M chính là đặc trưng cơ bản của nó, đôi khi điều này vẫn tạo nên rắc rối đấy. Ví dụ, nó đã gây ra một số bất tiện lớn cho những người sống bên kia đường gần Canada Wonderland, một công viên giải trí ở Ontario. Nó được khai trương vào năm 1980 ở giữa đất nông nghiệp. Nhưng chỉ vài năm sau đó, vùng đất này đã trở thành khu dân cư. Trước tiên, những khó chịu nó gây ra là chấp nhận được, nhưng mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát sau sự xuất hiện của tàu lượn cao nhất từ trước đến nay, Leviathan. Chiều cao của nó lên tới 93m và tốc độ tàu đạt đến 150 km/h cơ đấy. Hãy tưởng tượng những tiếng ồn mà nó tạo ra. Và để làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, nó được xây dựng ngay trước cổng công viên và ở cạnh một bãi đậu xe, điều khiến nó càng gần với nhà dân hơn nữa. Khi dân chúng bắt đầu phàn nàn, ban quản lý liền mời chuyên gia tư vấn âm thanh. Và họ đã nghĩ ra ý tưởng làm giảm tiếng ồn mà con thú này tạo ra bằng cách sử dụng thứ gì đó đơn giản như cát. Bây giờ, giải pháp hiển nhiên nhất là lấp đầy đường ray với cát, nhưng họ nhận ra rằng không thể làm như thế vì sẽ phải cắt chúng ra và hàn lại. Điều này sẽ làm cho đường trượt không được bằng phẳng như trước đây. Do đó, họ đã quyết định sửa lại dầm hộp. Họ khoan một lỗ trên từng dầm và đưa cát vào bằng máy thổi tổng hợp chứa đầy khí nén. Vậy nên, cát có thể di chuyển và lấp đầy đường ống dài này. Đó chắc hẳn là một công việc khá mệt mỏi vì họ phải làm từng phần của đường ray, cái này đến cái khác. Do các ống đều bị bịt kín và họ không thể làm một lượt. Cuối cùng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cát triệt tiêu bớt độ rung của thép và do đó khiến cho tiếng ồn được giảm đi đáng kể. Vì thủ thuật này đã thành công nên công ty đã sử dụng bí quyết tương tự trên các đường trượt khác. Chẳng hạn như Gatekeeper tại Cedar Point ở Ohio và Yukon Striker tại Canada Wonderland. Lần này, họ đã lấp đầy đường ray bằng cát trước khi xây dựng và vì thế không cần phải mở dầm hộp nữa. Ai mà biết được, có thể thủ thuật này sẽ trở thành quy tắc thiết kế chung cho tàu lượn siêu tốc trong tương lai đấy. Số 8. Hầu hết các tàu lượn siêu tốc không có động cơ. Bạn có thể tưởng tượng rằng những con tàu mini tốc độ cao đầy mạnh mẽ này phải gắn động cơ, nhưng nhầm rồi. Thực ra, chúng di chuyển bằng cách chuyển đổi năng lượng đấy. Khi tàu chạy trên phần cao nhất của đường ray, nó đã tích lũy thế năng và khi trượt xuống do tác dụng của trọng lực, thế năng sẽ được chuyển thành động năng. Sự chuyển đổi năng lượng này cứ tiếp tục diễn ra khi tàu đi lên và xuống trên đường trượt. Tiến sĩ Ted Bunn, trưởng khoa vật lý tại Đại học Richmond ở bang Virginia, đã so sánh điều này với việc đi xe đạp. Bạn không cần phải đạp cật lực khi di chuyển xuống dốc bởi vì đã tích lũy đủ năng lượng khi đi lên rồi đấy. Số 7. Vòng lặp của nó không tròn. Bạn có bao giờ nhận thấy rằng các vòng lặp của đường trượt không bao giờ tròn hoàn hảo mà giống như một giọt nước mắt ngược không? Không phải lỗi thiết kế đâu, đây là sự lựa chọn kỹ càng đấy. Nhờ có nó, bạn sẽ không bị lộn nhào lúc tàu úp ngược ngay cả khi không mang đai an toàn đấy. Mỗi vòng lặp có tác dụng như một máy ly tâm. Khi lên đến đỉnh của đường trượt, trọng lực sẽ kéo bạn về phía mặt đất, nhưng lực quán tính lại đẩy bạn theo hướng ngược lại lên trên. Cả hai lực này về cơ bản là bằng nhau,
và do đó cơ thể bạn gần như không có trọng lượng trong khi đang ở trên đỉnh. Nhờ thiết kế hình giọt nước, việc cân bằng các lực tác dụng là dễ dàng hơn. Con tàu chạy đủ nhanh khi đến đỉnh của vòng lặp và sẽ chậm lại ở hai bên, nơi mà khúc cua không quá ngặt. Vì vậy, nó giảm thiểu nguy cơ vượt quá tốc độ ở những nơi không cho phép đấy. Bạn cũng đỡ bị say nữa nhé! Số 6. Giới hạn chiều cao không phải là điều vô nghĩa. Bây giờ bạn biết rằng, các quy tắc vật lý sẽ giữ bạn đúng vị trí, thậm chí nếu không mang đai bảo vệ khi bị treo ngược. Và bạn nghĩ quy định về chiều cao chẳng có ý nghĩa gì cả. Thực ra là có đấy. Trong trường hợp có sự cố và tình huống khẩn cấp thì có thể xảy ra ở bất cứ đâu, người điều khiển sẽ phải tiến hành các biện pháp an toàn và khung cố định không thể bảo vệ được những người với chiều cao ở dưới mức tối thiểu đâu. Vì vậy, đừng để trẻ em dân lận khi bạn thấy chúng đang đi trên mũi chân bởi vì thực sự muốn được đi trên đường trượt đó nhé. Số 5. Các kỹ sư thử đường trượt vài lần một ngày. An toàn đóng vai trò rất quan trọng đối với công viên giải trí. Vì thế, các kỹ sư phải kiểm tra để tìm vít lỏng, rỉ sét, dầu loang hay những nguy hiểm tiềm tàng khác. Và bởi vì không thể kiểm tra đường trượt với người thật, nên họ đặt các túi cát vào tàu lượn với tốc độ cao nhất đấy. Số 4. Một số tàu có thể phát nhạc tự chọn. Có một tàu lượn siêu tốc nổi tiếng trong công viên giải trí Universal Studios Florida được gọi là Rip Ride Rocket. Nó cung cấp cho hành khách nhiều video từ các camera được lắp đặt ở mỗi hàng, đèn LED và nhà khi đi tàu lượn đấy. Có 12 hành khách trong mỗi lần chạy và mỗi người được trang bị hai loa ở ghế tựa đầu. Họ có thể chọn một trong 30 bài hát từ màn hình cảm ứng nhỏ trên lưng ghế trước mặt. Tuy nhiên, cũng có một số bài hát bí mật không phải ai cũng biết đấy. Nếu bạn có dịp đi tàu lượn này và muốn nghe thử chúng, chỉ cần nhấn và giữ logo trên màn hình trong 10 giây thôi. Sau đó, bạn sẽ thấy một bàn phím gồm 10 chữ số và có thể nhập 3 số để chọn bài hát bạn thích đấy. Chà, bay giữa ngân hà thì sao nhỉ? Số 3. Chúng được lấy cảm hứng từ các đường trượt băng của Nga ở thế kỷ 18. Nga nổi tiếng với mùa đông lạnh lẽo, do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi người dân địa phương đã thích các hoạt động liên quan đến băng trong nhiều thế kỷ. Họ đã đóng băng nước trên các công trình bằng gỗ để làm các con dốc bằng băng và trượt xuống trên các tấm gỗ. Vào thế kỷ 18, họ đã xây dựng một công viên bằng tuyết tên là Ngọn Núi Nước Nga xung quanh cung điện St. Petersburg. Loại hình giải trí này rất phổ biến với giới thượng lưu và ngay cả chính nữ hoàng Catherine đệ nhị cũng có ngọn núi riêng của mình cạnh cung điện Oranienbaum. Hay quá nhỉ? Sau khi Napoleon bị đánh bại tại Waterloo, những người lính Nga đã chiếm đóng Paris và chắc hẳn là họ đã chơi trò này ở đó. Tuy nhiên, khí hậu ở Pháp không đủ lạnh để làm đường trượt bằng băng, vì vậy họ đã thêm bánh xe vào tấm gỗ đấy. Đây là cách mà ông tổ của tàu lượn siêu tốc hiện đại ra đời vào năm 1817. Số 2. Tàu lượn siêu tốc lâu đời nhất còn hoạt động đã được hơn 100 năm tuổi. Tàu lượn siêu tốc lâu đời nhất thế giới mà bạn vẫn có thể chơi được khai trương tại Altoona, Pennsylvania vào năm 1901. Nó có tên là Leap the Dips. Này, bạn đi trước đi! Nó gần như đã đóng cửa năm 1985, nhưng chính thức được thừa nhận là di tích lịch sử quốc gia 11 năm sau đó và tiếp tục hoạt động đấy. Là tàu lượn siêu tốc đầu tiên ở Mỹ, nó được khai trương vào ngày 16 tháng 6 năm 1884 tại Coney Island, Brooklyn. Giá mỗi lần chơi là một nickel hồi đó và tốc độ tối đa của nó khoảng 10 km mỗi giờ. Nghe chả thấm vào đâu so với các tàu hiện đại, nhưng nó có lợi nhuận đáng kinh ngạc với $600 mỗi ngày, tương đương với $15,000 ngày nay. Và về cơ bản, đây là lý do tàu lượn siêu tốc trở thành một cơn sốt như vậy ở Mỹ đấy. Số 1. Đường trượt nhanh nhất, cao nhất và dài nhất đều nằm ở các quốc gia khác nhau. King Dakar hiện đang là tàu lượn siêu tốc cao nhất thế giới. Nó nằm trong Six Flags Great Adventure ở New Jersey và đứng hiên ngang với chiều cao 139m. Nó thậm chí cao hơn tượng nữ thần tự do ở độ cao 93m. Đường trượt dài nhất thế giới là Steel Dragon 2000 tại Nagashima Spa Land, Nhật Bản. Nó dài đến 2479m cơ đấy. Tàu lượn siêu tốc nhanh nhất thế giới là Formula Rosso trong công viên giải trí Ferrari World ở Abu Dhabi. Nó đạt tốc độ 241 km/h chỉ sau 5 giây đấy. Và bạn sẽ bị chóng mặt sau đó, quả là ấn tượng, phải không nào? Bạn có đủ dũng cảm để đi trên tàu lượn siêu tốc không? Hãy thành thật ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên cho video này một like, chia sẻ nó với những người bạn nổi loạn của mình và nhấp đăng ký để luôn đồng hành cùng Soi Sáng nha!